ở tập trước, còn sau đụng độ phải người nào đó, hóa ra là sư phụ của mình. Vương Thắng bây giờ đổi tên thành Long Nguyệt Sinh ở trong thành Lâm Xuyên làm nghề y. Nam chính kể từng tần khoảng thời gian cả hai người thất lạc nhau, anh đã sinh sống như thế nào cho Cao Dao. Sau khi nguyên hồn cái chấp vượt qua Long Môn hóa thành rồng, thì thực lực đã tăng lên nhất trọng cảnh, mà thị lực của Vương Thắng cũng tăng lên trên diện rộng, có thể nhìn xa hơn trăm dặm, bắn bách phát bách trúng đối phương. Nhưng hiện tại muốn thăng cấp lên nhị trọng cảnh thì phải hoàn thành Thảo Thiết Biến. Lúc anh ta rời khỏi Tống Gia đã bị nhóm người của Vô Ưu Thành truy đuổi, khi đó không may bị trọng thương khá nặng. Nhưng cũng chính lúc đó anh vô tình phát hiện ra bản thân mình có thể hấp thụ đấu khí gây ra nội thương, biến nó thành thức ăn cho Thảo Thiết. Không những thế, anh còn có thể hấp thu nội thương của người khác. Để mọi người không để ý, anh cải trang thành đại phu lấy việc chữa bệnh che mắt mọi người. Nhờ vậy anh mới có thể sống yên ổn tới giờ. Nhưng chuyện không quá suôn sẻ như vậy. Mấy ngày trước, trong lúc lên rừng hái thuốc thì bị một con quái thú theo dõi và tấn công. Vương Thắng biết điểm yếu của nó nằm ở cái miệng nên liền dùng vũ khí đâm thẳng trực diện vào nó. Sau một lúc thì cũng chế ngự được quái vật. Chỉ là lúc bất cẩn lại bị nó nuốt mất chiếc nhẫn chữ vật. Linh cảm có người tới nên anh liền lần tránh đi. Hóa ra người tới là Đường Tiễn của Đường Xa. Hắn ta tìm thấy nhẫn chữ vật, vậy nên mặt mày vui vẻ vô cùng. Hiện tại mối quan hệ thầy trò giữa hai người họ chưa bị ai phát hiện, nên Nam Chính cần sự trợ giúp của Cao Dao để lấy lại chiếc nhẫn. Họ quyết định hôm nay sẽ thi triển nhiệm vụ. Trước khi đi, Vương Thắng tặng cô một chiếc nhẫn không gian để cô tập sử dụng. Đêm đã khuya, phủ của Sử Tiểu Thư vẫn còn náo nhiệt. Tống Nhiệm xin phép ra ngoài hít thở khí trời. Cũng lúc đó, Vương Thắng và Cao Dao đường đường chính chính bước vào. Trước khi vào bên trong, Nam Chính đọc lệnh khởi động cho Lăng Nha. Khi nhận nghe khẩu lệnh này, nó tự phép hành động. Anh ung dung bước vào rồi xin phép chúc mừng Đại Tiểu Thư, sau đó cũng cùng nhập tiệc. Sử Tiểu Thư ca ngợi Vương Thắng không phải là vị đại phu bình thường, nên tên Đường Tiễn hiếu kỳ lên tiếng. Hắn tò mò muốn biết, rốt cuộc anh có thần kỹ đặc biệt gì. Nghe vậy anh thản nhiên đáp lời rằng mình có thể nhìn mặt bắt hình rồng. Lúc này Gia Nô Tì cũng dâng món ăn lên, len lỏi trong đó có bóng dáng của Cao Dao. Vở kịch mới bắt đầu, cô nàng cố tình vấp chân té vào người của Đường Tiễn. Hắn ta nhận ra cô, ngay lập tức đã liền níu tay lại. Cao Dao tỏ ra yếu đuối cầu cứu Sư Tiểu Thư. Sau đó nhanh trí vạch mặt Đường Tiễn và Vương Thắng có quan hệ. Chuyện này tất nhiên là không phải. Chỉ là tên đó lại cầm đi chiếc nhẫn chữ vật của anh, cho nên chứng cứ chính ở chỗ này. Nghe được những lời đó, mọi người lần lượt đứng sang một bên hỏi rõ nguyên nhân. Nhân cơ hội đó, Cao Dao nói thêm, chính hắn ta là người đang nắm rõ Vương Thắng đang ở đâu. Thiên lý đoạt hồn thường là vũ khí của Đường Xa. Bởi vì Đường Xa nổi tiếng công kích từ xa với phi đao, cung nỏ, ám khí, nên vũ khí đó chúng có cũng là lẽ đương nhiên. Cô dõng dạc nói, vũ khí Đường Xa đều vô cùng cơ mật, được giấu trong nhẫn không gian, chỉ cần lục soát thì trần tướng sẽ rõ thôi. Để tăng thêm tính thuyết phục thì anh còn ra lệnh cho Lăng Nha bắn một viên đạn về hướng Cao Dao, qua đó khiến cho mọi người nghĩ rằng Đường Tiễn đang ám sát cô. Kết hợp thêm sự diễn xuất khéo léo nên lấy được lòng tin của tất cả mọi người. Từ từ Vương Thắng tiến lại gần lấy từ trong người hắn ra chiếc nhẫn nạp giới, rồi lấy ra một khẩu súng hay còn gọi là Thiên Lý Đoạt Hồn Thường. Tiếp đến anh đưa chiếc nhẫn khác cho Sư Tiểu Thư. Cao Dao nhanh trí ngất đi, giả vờ bị trọng thương nên Vương Thắng tìm cớ mang cô nàng về. Kế hoạch của bọn họ đã thành công. Trên đường đi khỏi nơi này, họ vô tình đi qua Tống Nhiệm. Hắn ta cảm nhận được dáng vẻ của hai người rất quen thuộc nên dừng lại. Có vẻ như hắn ta đã nhận ra thân phận của Vương Thắng, nên nói với Sư Tiểu Thư cho đóng cổng thành. Toàn thành giới nghiêm và ra lệnh cho thị vệ truy lùng bắt Vương Thắng. Nàng ta còn mang ra Tâm Hồn Châu hỗ trợ cuộc tìm kiếm. Nó chính là bảo bối của Sử gia dùng bí thuật luyện chế bảo châu mà thành. Trong phạm vi năm dặm thì Tâm Hồn Châu có thể tìm được dấu vết của hai người. Hiện tại binh lính đang giáo giết tìm kiếm nên Vương Thắng bỏ lại Cao Dao để đi tìm con đường khác thoát ra. Trong lúc đó, Thống Nhiệm đi báo lại với một kẻ che mặt kín mít hành động. Cái đó chính là Đối Từ. Không ngỡ sau trận chiến đó hắn ta vẫn còn sống. Về phần Vương Thắng, anh leo lên một đỉnh tháp cao nhất của thành quan sát. Lúc này bốn cửa thành đều có người mai phục sẵn. Nhìn thấy đồ nhi của mình đang bị nhóm người truy đuổi, anh định chạy tới thì không may bản thân mình cũng bị bại lộ và bị tấn công. Người xuất hiện tấn công là A Thất, Hồng Bài sát thủ. Một mình Cao Dao phải đối đầu với rất nhiều người nên lập tức bị khống chế. Về phần Vương Thắng, anh cùng với A Thất đánh nhau một trận nảy lửa. Đúng lúc đang kịch liệt chưa phần thắng bại thì Đới Tứ cầm đá bước ra. Lão ta muốn tận tay tiêu diệt Vương Thắng báo mối thù lần trước. Tình thế nguy cấp nên Nam Chính đành phải ném bom làm rối loạn tình hình rồi tẩu thoát. Phải một hành động
Tống Yên bị đại trưởng lão trừng phạt bế quan tập luyện ở nơi này trong một năm mà không được ra ngoài. Nàng không quên mang theo lá bùa mà Vương Thắng trước đó đã tặng. Hiện tại nó đang có động tĩnh, cũng có nghĩa rằng anh đang gặp nguy hiểm. Vương Thắng biết mình sẽ không đấu lại với Ngô Sa, nên anh đang nhanh chân chạy tới cửa Thiên Tuyệt Địa. Tống Nhiệm đã chờ sẵn, hắn đưa ra một điều kiện. Nếu Vương Thắng về Tống Gia với hắn, hắn sẽ nghĩ cách giúp Vương Thắng làm xóa mọi dấu vết và sẽ không bị truy sát nữa. Vậy nhưng Vương Thắng vẫn không đồng ý. Anh sử dụng ra súng ngắn tấn công Tống Nhiệm. Bao nhiêu viên đạn bắn ra Tống Nhiệm đều dễ dàng đỡ được. Phút cuối cùng, Nam Chính ném một quả bom phá cánh cửa rồi nhanh chân chạy vào bên trong. Cùng lúc người của Sử Gia cũng chạy đến. Trước khi đi vào, Thiên Tuyệt Địa phải đi qua một cái đầm lầy, nên bọn họ quyết định xông vào bắt Vương Thắng. Bọn chúng không quên mang theo cao dao để làm con tin uy hiếp. Lúc này anh liên lạc với Đồ Nhi qua bộ đàm được gắn sẵn. Nơi này đầm lầy nguy hiểm, anh nói với cô, dặn mọi người đừng xông vào. Thế nhưng bọn họ vẫn cứ kiên quyết xông vào. Vương Thắng tiến sâu vào bên trong, cảm nhận được luồng khí độc hại, nên anh lần nữa để cao dao khuyên mọi người đừng đi vào và đừng nên đốt lửa. Khí độc gặp lửa sẽ phát nổ, vậy nhưng chẳng có ai tin. Vụ nổ lớn khiến ai nấy cũng đều kinh hoàng. Ai dính phải lửa đều bị thiêu đốt. Chỉ những người được đấu khí bảo vệ thì mới có cơ hội sống sót. Sau vụ nổ biết bao nhiêu binh lính đã hy sinh, những người đứng đầu quyết đòi lại công bằng cho thù hao của mình. Dẫu biết đâm đầu vào chỗ chết thì ngũ đại gia tộc vẫn kiên quyết truy sát Vương Thắng cho bằng được. Vì không ai chú ý canh giữ tới hai người nên cao dao đã được an toàn. Nhóm người ngũ gia tiến vào bên trong liền nhìn thấy con cuồng hổ, tu vi thất trọng cảnh đang ngủ say sưa. Cạnh bên chính là Vương Thắng. Lúc này anh cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy họ đi theo mình tới tận đây, anh liền vươn cung tên bắn về phía con cuồng hổ khiến nó thức giấc. Không thể đánh bại nên bọn họ chỉ còn cách lần trốn để những con vật đấu đá với nhau. Còn Vương Thắng thì chạy hướng ngược lại. Anh cứ ngỡ mình đã tẩu thoát thành công nhưng lần nữa bị Á Thất truy sát. Không ngờ nàng ta bám theo vào tận bên trong này. Đột nhiên đám yêu thú kéo thành bầy đàn lao tới. Lý do là do kiến hành quân nên mới khiến yêu thú chạy ráo riết tới như vậy. Lúc này A Thất đứng bên dưới không biết chuyện gì đang xảy ra. Vương Thắng kêu nàng ta nếu không muốn chết thì hãy mau lên đây với anh. A Thất không may bị rơi xuống. May mắn Vương Thắng kịp thời giữ nàng ta lại. Lúc này nhánh cây cũng không chịu đựng thêm nữa cho nên dùng hết công lực ném A Thất qua bên đó. Và bản thân cứ như vậy rơi xuống đất. Vậy nhưng anh kịp thời lấy lại được phong độ và lần nữa đù lên. May mắn mà A Thất đỡ lại. Hành động này khiến cho chiếc mặt nạ của nàng ta rơi ra khiến dung mạo bị bại lộ. Về phía Ngũ Sa, bọn họ vẫn đang tìm nơi ẩn náu. Sau một hồi suy diễn thì cuối cùng chỉ Tống Nhiệm phát hiện ra kiến hành quân. Hắn ra lệnh cho mọi người tìm củi khô khom lại phía cuối tảng đá rồi châm lửa đốt tiêu diệt bọn chúng. Về phần Vương Thắng, lần này vì đuổi đám kiến đó mà anh đã dùng hết cả gia tài một năm qua anh xây dựng. Sau khi mọi thứ qua đi thì đã không thấy A Thất nữa, cũng chẳng biết nàng ta rời đi từ khi nào. Mọi chuyện coi như đã được giải quyết, bọn họ chỉ cần chờ kiến chiều xuống thì mới hành động được. Bây giờ không còn đường để lùi, vậy nên ngũ đại gia tộc đành xông lên mà thôi.